Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt lãnh đạo, cán bộ, cơ quan Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi họp mặt. Những cái ôm thật chặt, những nụ cười vui vẻ, không khí ấm áp và tràn đầy tình yêu thương là những điều mà những người làm công tác dân vận dành cho nhau trong dịp họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận. Hơn chục năm gắn bó với công tác dân vận, nghỉ hưu vào năm 2006, đồng chí Nguyễn Ngọc Sang không khỏi bồi hồi khi mỗi dịp họp mặt là lúc ông và những người đồng chí có dịp gặp gỡ và cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Xa công tác dân vận mười mấy năm rồi, bây giờ trở lại đây đó, chỉ góp ý là cố gắng làm sao hết sức lo cho cơ sở, tiếp tục làm sao để trang bị cho anh em làm công tác dân vận ở dưới những kiến thức để mà đi vào quần chúng, đó là cái cần thiết nhất. Dân vận phải đổi mới hơn, đi sâu hơn, sát dân hơn để mà có thể làm cho người dân, người ta hiểu được, người ta cảm được. Thời gian qua, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố đã chủ động đề ra nhiều chương trình, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận trên địa bàn thành phố. Ban Dân vận cũng đã triển khai nhiều đợt phát động thi đua dân vận khéo, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của ngành dân vận thành phố. Đồng chí mong muốn Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo để những phong trào thi đua dân vận khéo của thành phố tiếp tục phát huy được hiệu quả, góp phần trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.